Vâng, và sánh đỉnh là con Tambot TR2080. Trước mắt các bác, con này em giới thiệu vài bữa rồi. Thì con này giá là 25 triệu 500 ngàn. Là model lớn các bạn, Tambot Naoi. Chất âm của dòng này thì chạy sồn Motorola tiếng rất là hay các bác. Cực kỳ hay luôn nha. Mềm, các bác đánh JBL hoặc là chơi những dòng loa tăng noise, chơi BBK rất là tuyệt vời nha. Và chơi những dòng loa Nhật luôn, loa Nhật những dòng mà 180A, 933, những dòng bằng giấy các bác. Và đặc biệt đánh roll JBL thì tiếng mềm và tiếng bass xuống khá là sâu, các bác có thể dùng tai nghe và nghe tiếng bass khi cặp loa JBL 4312A dòng cắt roll monitor thể hiện. Cặp loa này giá là 22 triệu, loa đẹp trên 90% nha bác, đẹp long lanh luôn nha. Sẽ mời các bác cùng nghe. Hãy
em xin chào, hẹn gặp lại các bác nhé. Bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì cứ alo cho em nhé.